Thưa quý vị, xuất phát từ ý tưởng nói không với túi ni lông nhằm góp phần bảo vệ môi trường, Liên đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, thành phố Vũng Tàu đã xây dựng dự án Vẽ nụ cười trao hạnh phúc. Dự án đưa ra giải pháp sử dụng túi vải không dệt và kêu gọi đội viên học sinh của trường cùng hưởng ứng tham gia. Chúng ta cùng chia sẻ những thông điệp nhiều ý nghĩa từ dự án này. Một buổi thảo luận của các thành viên tham gia dự án Vẽ nụ cười trao hạnh phúc của Liên đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, thành phố Vũng Tàu. Buổi thảo luận ban đầu tổ chức định kỳ vào các buổi chiều thứ bảy, nhưng do hào hứng của nhiều thành viên mà liên đội tăng lên thành hai buổi một tuần, vào thứ bảy và cả chủ nhật. Mỗi buổi có từ 30 đến 50 thành viên tham gia. Thảo luận để cùng thống nhất về hình vẽ trên túi vải nhằm kêu gọi học sinh, đội viên của trường lan tỏa thông điệp xanh, hạn chế sử dụng túi ni lông. Và dự án Vẽ nụ cười trao hạnh phúc được liên đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh triển khai gần một tháng nay. Để cho học sinh, thứ nhất là nó có một sân chơi và cái hoạt động đó phải mang một ý nghĩa đến đối với các em của trường. Những cái túi thì có thể là các em có thể được lưu giữ để làm kỷ niệm. Bên cạnh đó là chị cũng muốn gửi đến một cái thông điệp xanh là bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng những cái túi ni lông. Loại túi mà dự án chọn là loại túi vải canvas hay còn gọi là vải bố trắng. Giá bán trên thị trường từ 20.000 đến 25.000 đồng một chiếc. Túi có độ bền cao, sử dụng được nhiều lần. Hình ảnh về những vật dụng quen thuộc, hoạt động thường ngày hay những loài động vật đáng yêu sống yên bình trong một môi trường trong lành được các thành viên tham gia dự án vẽ nụ cười trao hạnh phúc, vẽ lên túi vải, tạo ra những sắc màu riêng biệt cho túi. Bây giờ đây là việc Trung Thu nên là em muốn vẽ những cái chú lân với lại những bạn trẻ cùng vui đùa cùng nhau để tạo ra một cái không khí vui vẻ. Vẽ lên túi thì nó sẽ dễ hơn nhiều so với nón lá với lại ghế đá bởi vì túi nó sẽ mặc có mặt phẳng với lại nó cũng dễ phác họa hơn. Thì em cảm thấy rất là vui bởi vì em có thể tự do sáng tạo để vẽ những chiếc túi này. Và khi ra ngoài thì em cái túi này như là của riêng một mình em thôi, không ai có được cái hình vẽ giống như vậy hết. Và khi mà vẽ cái túi này á, thì em cũng cảm thấy vui nữa là em góp phần bảo vệ môi trường, thực hiện thông điệp xanh, giảm thiểu sử dụng túi ni lông để giúp bảo vệ môi trường. Triển khai chưa đến một tháng, đội viên của Liên đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, thành phố Vũng Tàu đã tạo nên những hình ảnh sắc màu ấn tượng cho hơn 400 chiếc túi vải. Trong đó gần 250 chiếc túi được sử dụng đựng quà Trung thu, gửi tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Em cũng rất là vui khi vẽ thêm được nhiều túi khác để cho mẹ và bà ngoại em cùng sử dụng khi mà đi chợ hay là đi siêu thị. Đúng với thông điệp vẽ nụ cười trao hạnh phúc, những chiếc túi vải của Liên đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, thành phố Vũng Tàu không chỉ kêu gọi bảo vệ môi trường bằng việc hạn chế sử dụng túi ni lông, mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm của bản thân với môi trường, với xã hội. Sắp tới, Liên đội trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh sẽ liên kết phối hợp với Liên đội các trường, Hội đồng đội thành phố Vũng Tàu mở rộng dự án để không ngừng lan tỏa thông điệp xanh. Rõ ràng là những chiếc túi vải của các đội viên thiếu niên trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh thành phố Vũng Tàu không chỉ giá trị bởi lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường mà còn cho thấy ý thức trách nhiệm cao của chính các em nhỏ. Hy vọng là ý nghĩa từ dự án Vẽ nụ cười trao hạnh phúc tiếp tục được nhân rộng, được hưởng ứng trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng xấu đến cuộc sống và rất cần mọi người chung tay hành động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.